Xin chào các con, hôm nay cô sẽ kể cho các con nghe một câu chuyện thật là hay có tựa đề Cái miệng của ếch con. Có một chú ếch con sống trong một cái ao nọ. Chú ta có một cái miệng rất là rộng và bắt mồi thì cũng rất là giỏi. Ếch con và én con là bạn thân của nhau. Một bạn thì biết bay và có thể bắt côn trùng trên cao, còn một bạn thì biết nhảy cao và có thể bắt được những côn trùng biết nhảy. Thế rồi một hôm, thỏ trắng đang tung tăng chạy đến bờ ao, nói với ếch con: bạn và bạn én đều bắt côn trùng giỏi như nhau, nhưng mà én con xinh đẹp hơn bạn nhiều đấy. Bạn chỉ nói lung tung, không tin thì bạn cứ tự nhìn lại mình đi. Miệng của bạn rộng ơi là rộng, xấu quá đi mất mà. Ếch con nhảy ra bờ ao, sòi bóng mình xuống nước. Nó thấy cái miệng của mình đúng là rộng quá. Đúng lúc đó, én con bay tới hỏi: ếch con, bạn làm sao thế? Tôi... ếch con không nói gì cả. Thế rồi nó nhảy ầm xuống ao. Mặt nước ao trong vắt, in bóng của én con, những chiếc lông mềm mại và một cái miệng nhỏ chúm chím. Đúng là bạn ấy rất xinh đẹp. Ếch con đi tìm bác sĩ bọ ngựa và nhờ bác sĩ khâu bớt cái miệng của nó lại. Sau khi khâu xong, ếch con rất hài lòng. Từ bây giờ, nó đã có một cái miệng nhỏ xinh xắn rồi. Thế nhưng khi sau đó, khi đi bắt mồi, côn trùng nhảy qua rồi nhảy lại trước mặt ếch mà nó không thể nào bắt được chúng. Nó nghĩ bụng, không bắt được mồi cũng không sao, chỉ cần miệng của mình nhỏ xinh thế này là được rồi. Nhưng các bạn nhỏ khác đều không muốn chơi với ếch con nữa, vì trước đây nó thường kêu ọp ạp, bây giờ nó lại kêu là cục cục. Không ai hiểu nó đang nói cái gì cả. Ếch con đói quá, nhưng chỉ có thể uống nước mà thôi. Thế rồi một hôm, ếch con nhảy lên bờ ao và gặp chú hù cao cổ. Chú hù cao cổ ơi, cổ chú dài thế kia mà sao thấy xấu, mà không thấy xấu sao ạ? Chú hù cao cổ cười ha ha, vươn cái cổ dài ngắt những chiếc lá non trên cao và nói: ếch con, này, cháu nhìn cái cổ dài của chú mà xem, rất hữu dụng đấy. Một hôm, ếch con lại nhìn thấy cô cò trắng. Cô cò trắng ơi, cổ của cô vừa gầy vừa dài, cái mỏ của cô cũng vừa dài vừa nhọn, xấu quá đi mất. Cô cò trắng cười hi hi và vươn cái cổ gầy nhẵn ra bắt một con cá dưới ao và nói rằng: ếch con này, cháu nhìn cái cổ dài và cái mỏ nhọn của cô mà xem, nó rất là hữu dụng đấy chứ. Bỗng nhiên, ếch con đã hiểu ra rằng có những thứ tuy không đẹp nhưng lại rất hữu dụng. Cái miệng rộng của nó cũng vậy. Ếch con, hóa ra là bạn ở đây à. Cuối cùng thì én cũng đã tìm thấy ếch con rồi. Sao bạn lại khâu cái miệng lại thế? Ếch con trả lời: thỏ trắng nói miệng mình không đẹp. Én con liền nói miệng rộng thì mới có thể bắt được sâu hại chứ, không có nó thì bạn không sống nổi đâu, mau tháo chỉ ra đi. Thế là ếch con lại đi tìm bác sĩ bọ ngựa một lần nữa. Bọ ngựa vui vẻ tháo chỉ cho nó. Cái miệng của ếch con lại rộng như cũ rồi. Ếch con há cái miệng rộng của mình ra, bắt một con muỗi, ăn nó rồi. Nó còn liếm mép và cười vui vẻ nữa. Ếch con cảm thấy có một cái miệng rộng cũng rất là tốt. Hơn nữa, lại còn rất đẹp đấy chứ. Én con bay trên trời, bắt côn trùng biết bay. Còn ếch con thì ở dưới mặt đất, lại bắt sâu hại.
chúng trở lại đời bạn thân đáng ngưỡng mộ. Câu chuyện đến đây là hết rồi, các con ơi. Tất cả các loài động vật đều có những đặc điểm cơ thể khác nhau và những đặc điểm đó có những tác dụng khác nhau. Ví dụ, da của các loài thằn lằn thì có thể thay đổi màu sắc để giúp chúng ngụy trang và tránh khỏi nguy hiểm. Vì thế, chúng ta đừng nên bắt chước theo những đặc điểm của người khác mà không phù hợp với mình nhé. Các con hãy nhớ ấn nút đăng ký để nhận được những bài học từ cô. Tạm biệt và hẹn gặp lại các con vào những bài học lần sau.